Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Văn phòng Tỉnh ủy triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác văn phòng năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà Tết, trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại huyện Ân Thi và thành phố Hưng Yên. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long trên địa bàn huyện Mỹ Hào có mức thưởng Tết cao cho công nhân. Các địa phương tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết. Bất cập trong công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 1, Đảng bộ cơ quan văn phòng tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác văn phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2018, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện tốt chức năng tham mưu phục vụ cấp ủy tỉnh, trực tiếp là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc được nâng cao, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, chất lượng công tác chuyên môn ngày càng được nâng cao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ cơ quan văn phòng Tỉnh ủy chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và tính gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiểm soát phát hành văn bản, đôn đốc, phối hợp tổ chức các hội nghị chương trình làm việc của Tỉnh ủy, xây dựng tổ chức Đảng chính quyền đoàn thể trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa, tiết kiệm, chăm lo, nâng cao đời sống của cán bộ người lao động. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân văn phòng Tỉnh ủy được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã về thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi và hộ nghèo tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thiếu tướng Lê Huy Động, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đoàn đã trao 170 xuất quà do tập đoàn T&T tài trợ cho 170 gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo của xã Quang Vinh. Tại buổi tặng quà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người cao tuổi chuẩn bị đón Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ra sức học tập, lao động sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp sức cùng với địa phương thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Đặng Phúc Phương là thân nhân liệt sĩ ở thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 1, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến chúc Tết và tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Tuyến đã chúc bà con nhân dân đón Tết cổ truyền vui vẻ, bước sang năm mới tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Dịp này 1.000 hộ nghèo thuộc các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu, Phù Cừ được nhận quà với tổng giá trị 500 triệu đồng, mỗi suất 500.000 đồng. Số tiền này do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải ủng hộ, thông qua Quỹ vì người nghèo, trao tặng đến người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là hoạt động ý nghĩa chung tay thực hiện an sinh xã hội, giúp người nghèo đón Tết cổ truyền, no ấm. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019 và đón xuân Kỷ Hợi, ngày 28 tháng 1, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở huyện Ân Thi. Các đảng viên được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt này là các ông Cao Xuân Vinh ở xã Quảng Lãng, ông Đào Văn Thân ở thị trấn Ân Thi, ông Trương Ngọc Công ở xã Cẩm Ninh, ông Đào Đình Thi ở xã Đào Dương và bà Trần Thị Việt Hồng ở xã Hồ Tùng Mậu. Đây là các đảng viên lão thành cách mạng có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc. Tại các nơi đến trao, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe,
và chúc Tết các đảng viên lão thành, chúc các đảng viên lão thành mạnh khỏe và tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với sự cống hiến của các đảng viên trong những tháng năm hoạt động cách mạng. Chiều ngày 30 tháng 1, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã về trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Sớ sinh hoạt tại chi bộ phường Lê Lợi và đảng viên Nguyễn Long sinh hoạt tại đảng bộ phường Minh Khai. Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Tạ Hồng Quảng chúc mừng và đánh giá cao những cống hiến của các đảng viên được nhận huy hiệu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúc các đảng viên dồi dào sức khỏe, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Ngày 29 tháng 1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2019. Dù hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2017, tổng dư nợ tăng 180 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2017. Thực hiện 100% kế hoạch đề ra trong năm 2018. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu trong năm 2019, Ban đại diện Hội đồng Quản trị tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân các cấp phân bổ chỉ tiêu nguồn vốn ngân sách ủy thác qua ngân hàng chính sách để thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả tốt nhất. Thường xuyên kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu về nguồn vốn và dư nợ, đồng thời xây dựng kế hoạch tự kiểm tra giám sát nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm yếu kém để nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đảm bảo an toàn vốn tín dụng chính sách. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã đi kiểm tra công tác y tế chuẩn bị phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu đội ngũ cán bộ y tế tỉnh nói chung và Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu nói riêng cần nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của người làm nghề y. Duy trì công tác cấp cứu, khám chữa bệnh 24/24 giờ trong dịp nghỉ Tết. Các bệnh viện chủ động các phương án cứu chữa bệnh nhân, đặc biệt là các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, bệnh mãn tính. Cần thường xuyên cập nhật để bổ sung thuốc, vật tư y tế kịp thời trong dịp Tết Nguyên đán. Cho công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, ngành y tế phải chủ động phát hiện dịch, khoanh vùng dập dịch, không để dịch bệnh lan rộng. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng cần quan tâm chúc Tết các bệnh nhân, phải đón Tết trong bệnh viện, đặc biệt là bệnh nhân nghèo và những đối tượng chính sách. Đến nay, công tác y tế của tỉnh đã đảm bảo sẵn sàng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Vừa qua, Sở Công Thương đã tổ chức đoàn kiểm tra thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đoàn đã tiến hành kiểm tra các chợ siêu thị, cửa hàng tại huyện Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Tại các nơi kiểm tra, hàng hóa đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đa dạng về mẫu mã và chủng loại, không có hàng giả, hàng nhái. Nhìn chung, các sản phẩm phục vụ Tết năm nay có giá cả ổn định. Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống có xu hướng tăng nhẹ. Các mặt hàng bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát không có biến động nhiều về giá. Nhiều sản phẩm điện máy đang được áp dụng các chương trình khuyến mãi nên giá giảm nhẹ. Nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng nhưng không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, găm hàng trái phép để nâng giá. Sở Công Thương cũng đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành kế hoạch để đảm bảo được bình ổn giá và đảm bảo đủ các sản phẩm để cung cấp cho người tiêu dùng, chủ động phối hợp với lại Cục Quản lý Thị trường của tỉnh Yên và các cơ quan chức năng và đặc biệt là tham mưu để phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh cũng như của huyện thì tăng cường cái khâu kiểm tra, kiểm soát cái thị trường để ổn định về cái hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, mức thưởng Tết bình quân của hơn 2.500 cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hương Long trên địa bàn xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào trong dịp đón xuân Kỷ Hợi này là 32 triệu đồng một người. Hương Long cũng là doanh nghiệp nhiều năm liền dẫn đầu tỉnh về số tiền thưởng Tết cao cho người lao động.
Trong đó, mức thưởng tiền Tết giữa công nhân ngồi truyền may với cán bộ lãnh đạo quản lý của công ty không có mức chênh lệch nhiều. Với công nhân ngồi truyền may, nhiều người đặt mức thưởng Tết trên 40 triệu đồng, trong đó hơn 65% số công nhân có mức thưởng Tết hơn 30 triệu đồng, 10% có mức thưởng Tết từ 50 triệu đồng trở lên. Người có mức thưởng thấp nhất là 10 triệu đồng. Tại công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long, từ nhiều năm nay, việc chia tiền thưởng Tết cho người lao động luôn có cách tính riêng khác nhiều doanh nghiệp khác. Chính điều này đã tạo cho người lao động thêm gắn bó yên tâm làm việc bởi chính sách lương thưởng thỏa đáng, môi trường làm việc tốt. Tiêu chí thưởng Tết của Hưng Long thì ưu tiên cái người lao động, cho nên dựa trên 3 tiêu chí. Một là bình quân tiền lương, hai là số ngày công tham gia làm việc tại nhà máy. Vấn đề thứ ba là theo thưởng ABC. Chính vì vậy cái mức thưởng giữa cán bộ và công nhân lao động không chênh lệch nó lớn. Đấy nó cũng là một yếu tố để cho anh em có cái sự gắn kết và chia sẻ để cùng nhau phấn đấu xây dựng nhà máy và là cái nơi để cán bộ nhân viên cái tổ ấm mà họ thực sự gắn bó với nơi này để xây dựng cái cuộc sống cho mình. Không tính tiền đóng bảo hiểm, tiền ăn ca đã được công ty hỗ trợ, số tiền người công nhân thực nhận về bao gồm tiền lương hàng tháng, tiền thưởng Tết và các khoản phụ cấp khác, thì mức thu nhập bình quân mỗi tháng trong năm 2018 của hơn 2.400 công nhân công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long đạt 11.276.000 đồng. Đây là mức thu nhập khá cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp khác. Để đạt được kết quả này, ngoài đội ngũ công nhân có tay nghề cao, thì việc đầu tư công nghệ hiện đại cũng là hướng đi được Hưng Long thường xuyên quan tâm. Máy móc hiện đại không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng đầy đủ điều kiện thực hiện các đơn hàng cao cấp, mà còn trực tiếp góp phần nâng cao doanh thu cho công ty. Chỉ tính riêng năm 2018, công ty đã đầu tư 25 tỷ đồng để mua sắm các máy móc trang thiết bị may hiện đại phục vụ sản xuất. Kết quả thu được là thời gian làm việc của người lao động giảm gần 1 tiếng mỗi ngày xuống còn 9 tiếng một ngày, nhưng tiền lương thưởng Tết của người lao động vẫn tăng. Vào khoảng đầu quý 2 năm 2019, công ty sẽ đưa vào sử dụng tòa nhà công nghệ cao, khi đó toàn bộ người lao động sẽ được làm việc trong môi trường có máy điều hòa trung tâm, tạo thêm việc làm mới cho trên 200 công nhân. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, khiến người dùng bị kẻ gian rút tiền từ tài khoản ATM, thế nhưng vẫn không ít người bị lừa. Chiều ngày 30 tháng 1, chị Nguyễn Thị Thu Hà, có nick Facebook là Hoàng Hà Anh, đến một ngân hàng tại thành phố Hưng Yên để đóng tài khoản cũ, bởi tài khoản này của chị vừa bị kẻ gian lừa mất 100 triệu đồng. Chị cho biết, do làm kinh doanh, hàng ngày tiếp cận với rất nhiều khách hàng lạ trên mạng xã hội Facebook. Lợi dụng điều này, kẻ gian đã dùng địa chỉ Facebook ảo và nói chuyện, trao đổi với chị. Vẫn theo mô típ thường thấy là đang ở nước ngoài, cần phải chuyển tiền qua dịch vụ Internet Banking. Chị Hà đã tin lời mở vào link do kẻ này gửi. Sau khi nhấn vào đường link và nhập mã OTP theo yêu cầu, tài khoản của chị Hà đã nhanh chóng bị kẻ gian rút mất 100 triệu đồng. Mặc dù ngay lập tức gọi điện lên tổng đài và ra ngân hàng nhờ giúp đỡ, chị vẫn chưa lấy lại được số tiền đã mất. Theo chị Hà, đến ngân hàng cùng thời điểm với chị còn có một cặp vợ chồng cũng bị lừa theo hình thức tương tự và mất 17 triệu đồng. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa gửi công văn khẩn tới các chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cảnh báo sản phẩm sữa bị nhiễm Salmonella. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế được mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế cảnh báo về sự cố 12 sản phẩm sữa bột Modilac Express thuộc 12 lô bị cảnh báo đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2017 và 2018 bị nhiễm Salmonella Pona. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các đơn vị nhập khẩu thu hồi toàn bộ 22 lô sữa này, đồng thời yêu cầu hải quan và cơ quan kiểm tra nhà nước dừng nhập khẩu các lô sản phẩm bị cảnh báo. 63 chi cục an toàn thực phẩm trong cả nước tiến hành giám sát các lô sản phẩm bị cảnh báo và thu hồi ngay. Cục cảnh báo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm này. Salmonella là vi khuẩn đường ruột gây ngộ độc thực phẩm khoảng 12 đến 72 giờ sau nhiễm khuẩn. Phần lớn người bệnh xuất hiện triệu chứng sốt, đau quặn bụng và tiêu chảy. Ở một số người, tiêu chảy có thể diễn biến trầm trọng phải nhập viện. Khi ấy, vi khuẩn lan truyền từ đường ruột vào máu, phát tán tới các vị trí khác trong cơ thể và có thể gây tử vong nếu không được điều trị sớm bằng kháng sinh. Lợi dụng sự giống nhau chút ít về hình dáng mà hiện nay nhiều nơi đang bày bán loại quả được quảng cáo là đặc sản Đà Lạt, nhưng kỳ thực
Không phải vậy, người tiêu dùng nên tỉnh táo khi chọn mua loại quả này. Hiện nay tại nhiều đoạn đường trên địa bàn tỉnh và các cửa hàng hoa quả bày bán rất nhiều loại quả nhỏ, màu vàng sọc, hình dạng giống quả dưa gang với biển quảng cáo là sâm sữa, đặc sản Đà Lạt. Tuy nhiên qua tìm hiểu thì sâm sữa Đà Lạt quả to hơn và có hình dáng khác hẳn, thon dài chứ không tròn như loại quả đang được bày bán. Đồng thời loại quả này cũng được trồng với diện tích khá ít nên chưa thể bày bán tràn lan khắp nơi như vậy. Loại quả đang đội lốt đặc sản Đà Lạt này thực chất là loại dưa pepino xuất xứ từ Trung Quốc. Vì vậy, người tiêu dùng nên lưu ý để không nhầm lẫn giữa đặc sản Việt Nam với các loại hoa quả ngoại nhập chưa được kiểm chứng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp đến Tết Nguyên đán, khi nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao thì vấn đề vệ sinh thực phẩm lại được dư luận hết sức quan tâm. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời sẽ để lại hậu quả khó lường, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chúng tôi theo chân đoàn giám sát an toàn thực phẩm của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp tại chợ Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Là công tác đột xuất, thế nhưng cũng có rất nhiều hộ đã sớm dẹp hàng, đóng cửa để tránh bị lấy mẫu kiểm tra. Trong 7 mẫu giò chả lấy test nhanh thì có 2 mẫu dương tính với hàn the, 5 mẫu rau thì có 1 mẫu bị dương tính với tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, kết quả này chỉ được đoàn thông báo đến Ủy ban Nhân dân thị trấn để nhắc nhở hộ sản xuất kinh doanh, chứ không thể xử phạt vì chỉ là kết quả test nhanh, không thể định lượng được hàm lượng. Đây cũng chính là điểm bất cập, vì thế mà chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm lại phụ thuộc vào lương tâm của người kinh doanh sản xuất. Trong khi đó, người tiêu dùng, người đi chợ cũng chỉ đặt niềm tin mơ hồ vào cảm quan, giác quan của mình. Thực phẩm thì bây giờ gọi là phải kiểm tra thì mới biết được, chứ còn đi mua thì nhìn tươi ngon thì mua thôi. Mặc dù nhà nước và các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tuy nhiên vấn đề kiểm tra, kiểm soát vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn cả về mặt con người lẫn phương tiện giám định đồng bộ thực phẩm. Nhằm đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các đơn vị chức năng huyện Phù Cừ và Tiên Lữ đã thực hiện nghiêm kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện Phù Cừ và Tiên Lữ đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là những vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường. Bên cạnh việc xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông, lực lượng chức năng cũng đã lên phương án ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông và các khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông, chú trọng tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tiên Lữ đã tổ chức triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm đảm bảo về trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường do huyện Tiên Lữ quản lý. Thì trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đã xử lý các vi phạm như sử dụng lòng lề đường không đội mũ bảo hiểm, hoặc là các vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tiên Lữ cũng phối hợp với lực lượng công an xã thị trấn tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân buôn bán kinh doanh xung quanh các cái đường quốc lộ cũng như đường tỉnh lộ không bày bán hàng trên lòng lề đường. Trong dịp Tết thì người giao thông thường hay nơ nả hơn nên việc chấp hành giao thông và giao thông đường bộ, đặc biệt là các lỗi vi phạm như là không đội mũ bảo hiểm, chở người người sau không đội bảo hiểm, chở theo không hai người ngồi trên xe, các lỗi như lạng lách đánh võng, đặc biệt là việc sử dụng rượu bia. Thì với các trường hợp sử dụng rượu bia thì chúng tôi qua tuần tra kiểm soát phát hiện thì kiên quyết xử lý để làm răn đe và tuyên truyền cho mọi người chấp hành giao thông tốt hơn. Để dịp nghỉ Tết vui vẻ an toàn, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Để mạnh đa dạng hóa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân trong thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, mỗi cán bộ công chức cần nêu gương và vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông và thực hiện nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng vào những ngày giáp Tết,
một số cá nhân tại khu vực chợ Chiều, thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu đã ngang nhiên mở rộng trái phép diện tích họp chợ, lấn chiếm lòng lề đường giao thông để thu tiền vé chợ trái quy định. Đây là chợ cóc họp trái phép ngay dưới lòng đường vào thôn Hạ, xã An Vĩ, nằm tiếp giáp với khu vực ngã tư thị trấn Khoái Châu. Để khắc phục tình trạng chợ cóc họp trái phép tại đây gây cản trở giao thông, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu cùng với chính quyền xã An Vĩ đã nhiều lần tổ chức giải tỏa. Tuy nhiên, chỉ sau giải tỏa một thời gian ngắn, tình trạng họp chợ trái phép ngay dưới lòng lề đường lại tiếp tục tái diễn, mức độ vi phạm ngày càng mở rộng. Là chợ cóc họp trái phép, nhưng hiện vẫn có một số cá nhân coi thường pháp luật, tự đứng ra thu tiền vé chợ của bà con bán hàng trên danh nghĩa là tiền dọn dẹp vệ sinh môi trường. Sự việc này cần được chính quyền xã An Vĩ, huyện Khoái Châu vào cuộc xử lý dứt điểm, tránh để vi phạm ngày càng mở rộng. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, xã Phổ Ủng, huyện Ân Thi đã tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm hành lang giao thông quốc lộ 38 và hỗ trợ thi công thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam tại thôn La Mát. Qua quá trình gặp gỡ, giải thích tuyên truyền, đã có nhiều hộ nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn 6 hộ không nhận tiền đền bù, không bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ thi công, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, xã Phổ Ủng đã tiến hành giải tỏa các vi phạm hành lang giao thông quốc lộ 38 và hỗ trợ thi công thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam. Việc giải tỏa hỗ trợ thi công diễn ra đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện tham gia. Đến nay, xã Phổ Ủng đã hoàn thành việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cảnh quan đô thị, Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện ra quân giải tỏa, xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường. Kết quả trong 4 ngày ra quân, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh đã xử lý hàng trăm mái che, mái vẩy, dựng lều quán và biển quảng cáo vi phạm trên các tuyến đường DH11, DH18, DH19, DH385 và trên quốc lộ 5. Ngoài ra, còn phát quang nhiều cây cối làm che khuất tầm nhìn trên tất cả các tuyến đường ở thị trấn và giải tỏa hàng chục điểm tập kết, thu mua phế liệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Để thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, trước đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh đã tuyên truyền phổ biến trên hệ thống đài truyền thanh về pháp luật giao thông đường bộ, các quy định trong việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, không vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Đồng thời, thông báo yêu cầu các cá nhân tổ chức có vi phạm, tự giác tháo dỡ, trả lại nguyên trạng lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trước khi tổ chức cưỡng chế giải tỏa vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nét đẹp chợ hoa xuân ngày Tết, nguy cơ lạm dụng rượu bia trong liên hoan cuối năm, cảnh báo nguy cơ bệnh nhân tiểu đường gia tăng dịp Tết. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.